Hello, thầy mì xin chào các cô, các anh chị và các chú và các em. Hôm nay thì thầy mì cũng đi ra đường nhưng mà đi ngồi trên xe không có dám đi xuống đi tiếp xúc cận gần nhiều người hay là đi sát gần nhiều người quá. Thì thầy mì đi mua đồ ăn và sẵn đây thầy mì cũng quay lại cho các cô chú và các anh chị xem cái cảnh đường phố và những nơi buôn bán nhà hàng tiệm food to go rồi có mở cửa hay không. Thì bây giờ thêm mì mời các cô chú và các anh chị hãy cùng đi với lại thêm mì nha. Bây giờ thì thêm mì đang trên đường đi đến nhà hàng của Việt Hương đóng kịch hài đó các cô các anh chị. Thì bây giờ thêm mì đi đến và mời các cô chú anh chị cùng đi với lại thêm mì. Phía bên đây là building là đóng cửa hết. Đằng đây là cái tiệm bán thuốc của Hoài Tâm với lại Việt Hương, đây cũng đóng cửa, không có một chiếc xe nào hết. Tại vì bây giờ nhà hàng vô chỉ order rồi lấy đem đi về chứ không có ngồi ăn của Việt Hương. Phía trước cũng không có chiếc xe nào hết cả nhà. Đây, đây là chữ nhà hàng của Việt Hương. Quán Hương. Hôm nay ở Cali là trưa thứ năm rồi, cỡ 11 giờ rưỡi trưa rồi. Đường xá thì vắng vẻ lắm. Có những người đi làm hãng thì đi làm hãng thì vẫn còn đi, còn tất cả là được nghỉ hết ở nhà. Còn các cô chú các anh chị thì hạn chế đi ra đường, khi mình đi mua đồ ăn hay cái gì thì mình mới đi ra đường thôi cả nhà. Cali hôm nay cả nhà nhìn thấy trời rất đẹp, nhìn mây trong xanh. Mấy bữa trước thì trời mưa, hôm nay thì hết mưa rồi cả nhà. Thế mày cũng nghe nói là ở trên San Diego, cách đây chỗ thầy mì ở cũng cỡ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng cả nhà, thì cũng có hình như là cũng 40 mấy người đã bị vướng vô giống như là thời kỳ thứ nhất vô cái bệnh vi lan này rồi đó cả nhà. Nghe nói thì cũng thấy sợ lắm cả nhà. Và bây giờ thầy mì mời cả nhà mình hãy đi đến đây nha, nhà hàng của Minh Tuyết nha cả nhà. Đây là nhà hàng của Minh Tuyết ở đây cả nhà. Đây, không thấy đầy ổ bên chắc đóng cửa. Khu này đóng cửa hết. Còn đây là tiệm của MC Kỳ Duyên bán về mỹ phẩm ở cả nhà. Đây, khu này thì đóng hết. Còn chỗ này nhà... thì mình muốn ở đây có hát nhạc của các ca sĩ là tới đây coi. Chỉ còn có mấy xe phía trước này thôi. Cả nhà thấy không, vắng quê luôn.
Và bây giờ thì Thêm Mì sẽ chạy đến tiệm bánh mì của Linda Trang Đài nha cả nhà. Cả nhà hãy cùng đi với Thêm Mì. Bây giờ Thêm Mì đi đến tiệm bánh của Linda Trang Đài coi có mở cửa không và có đông khách không. Đây là Linda Sandwich nè cả nhà. Đây là tiệm bánh của bánh mì của Linda Trang Đài. Đây, hôm nay có mở cửa. Mà chắc cũng vô lấy mua order rồi lấy đi thôi chứ không có cho vô ngồi nữa cả nhà. Đây. Đây là phía ở trong của của Linda Sandwich nè cả nhà. Đó, đây là hình của các ca sĩ chụp hình để đây, các ca sĩ đó đều vô đây ăn hết. Ở trong nhìn đẹp lắm cả nhà. Xe lấy là lấy order rồi tới lấy rồi. Tiệm thuốc tây thì mở cửa. Đây là chợ siêu thị Thuận Phát. Đây gần chợ thì có xe đậu đông rồi, tiệm ăn đồ nhà hàng. Đây. Bên kia là xe dealer Lexus cũng đóng cửa cả nhà. Cả nhà thấy không, ở ngoài đường phố ít có xe lắm. Tại các cô chú anh chị đồ ở nhà hết rồi, hạn chế đi ra đường càng tốt cả nhà ơi. Và trước mặt phía tay trái của Thêm Mì cả nhà thấy hôm nay là chùa Bảo Quang ở cộng đồng mạng ở bên Cali này cũng đã nói về cái chùa Bảo Quang này nhiều, là thầy Thích Quảng Thanh đã mất rồi để cái chùa này lại nữa cho cháu của Thích Quảng Thanh đó cả nhà. Cả nhà thấy nguyên cái chỗ này là vắng luôn, không có bóng người. Bây giờ Thêm Mì sẽ đi lên cái nhà hàng của Thi Vi Phương Trinh, vợ của Bằng Kiền nha cả nhà. Thường thường thì Thêm Mì cũng hay đến đây ăn lắm, nhưng mà bây giờ thì mùa này rồi, các cô chú các anh chị không có ra đường mình đi ăn nhiều, hay mình chỉ order mình gọi tới lấy thôi chứ không có vô nhà hàng ăn nữa. Bây giờ nhà hàng đâu có cho để ghế ngồi ăn đâu chứ. Đây là những cái xe của người làm ở văn phòng luật sư nè, hay tiệm thuốc nè. Văn phòng bác sĩ thì được mở cửa. Đây, nguyên cái khu này. Ở đây thì business nhiều hơn là tiệm ăn. Đây là những cái xe nhà hàng mở cửa cho to go thôi. Hôm nay Cali trời gió, gió mát. Thêm Mì cũng lấy thuốc của Thêm Mì uống ở trong tiệm ở đây. Sẵn đó Thêm Mì quay lại cho cả nhà xem. Giờ để cái bảng nè. Tugo đem ra tận xe và có để số phone chứ không có được vô trong nữa. Nói chung giờ ai cũng sợ bị lây hết cả nhà. Gió.
hay là phía bên trong của Zee Coffee House nha cả nhà. Phía trong trang trí nhìn sáng mắt đẹp lắm nè. Nó có mấy cái đèn của Hội An thì mình nhìn thích lắm. Giờ thêm mì lấy thuốc ở đây, thêm mì lấy thuốc ở đây thì thêm mì vô lấy sẵn thêm mì quay cho cả nhà xem.